Thanh Phi chào các bạn. Nãy giờ lo cắt không mà các bạn ơi. Thanh Phi sáng nay thì không có nhiều đơn. Bởi vì anh Phi cũng muốn tập trung làm chuyện Q&A là hôm nay, ngày hôm nay và ngày mai sẽ là hai nhập ngày nhập hàng chính trong tháng. Chị Thư thì cũng đem về khá là nhiều hàng, nhưng mà đa phần là hàng phục vụ cho khách hàng ở khu vực quận 4. Hoặc là nếu các bạn cần xem hàng thì các bạn có thể lên Yêu Đồ Chơi Trẻ Em, các bạn quăng cái tô cơm vô là ra cái trang web của anh Phi. Đó, thì bây giờ thì trước mặt các bạn có một vài đơn hàng và nó đi vòng qua, chẳng hạn như đây là xe tay đua ngân hà, một cái chiếc xe lắp ráp ha, đồ chơi lắp ráp. Và anh Phi cũng nói luôn đây là một cái dòng hàng thanh lý, dòng hàng nào mà còn tem niêm phong, còn cái đai như thế này nè, còn cái siêu, các bạn gọi là siêu á, thì anh Phi bán giá thông thường. Nhưng giá thông thường hiện nay nó đã giảm gấp 4-5 lần rồi các bạn. Thật sự ra một cái hộp này các bạn đi ra tiệm đồ chơi các bạn mua chắc khoảng tầm 100 hơn. Nhưng mà ở bên này thì anh Phi đang giảm giá rất là sâu rồi. Bằng chứng là cái bill này thì bạn tổng bạn thanh toán 2240 có 15.450 đồng thôi. Vì sao bạn mua được cái con số này thì anh Phi không biết. Có app voucher gì hay không anh Phi không biết. Còn cái đơn này thì bạn mua qua cũng qua nhà các chú ông luôn ha. Con này cũng đang được giảm giá. Nói chung là trên các sàn hiện nay á, đa phần người ta sẽ dùng cái chi phí thuê nhân sự. Cô Thư ơi, chị Thư đâu ạ? Thôi vô đi con. Vô rồi, bé vô rồi. À, có khách vô mà chị Thư lên kho chút xíu. Anh Phi quay qua chào hỏi khách cái rồi bây giờ đây ha. 676208 còn hàng nha con. 676208 băng thần kiếm còn hàng. Và đây là 676319. Anh Phi cũng có một đơn. Đa phần hiện nay trên các sàn họ bán rẻ hơn ở khu vực các cửa hàng á. Một phần là do các sàn họ tài trợ cho các đơn hàng để họ tranh khách các bạn. Nó gọi là tranh khách, tranh lượt truy cập và tranh các đơn hàng phát sinh. Cái thứ hai nữa là họ sẽ dùng những cái chi phí như mặt bằng nè, nhân sự nè để họ phân bổ vào nha. Cho nên thông thường các bạn sẽ thấy là nó có giảm thêm phần trăm vậy đó. Thì tùy thôi, các bạn thấy bên nào rẻ, nhãn hàng nào ok, bay bán hàng ok thì các bạn cứ đặt hàng mua ha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu làm. Còn cái này thì đem ra để trưng bày thôi, thì trưng bày để ghim sản phẩm lên thôi. Và nó còn một đơn hàng nữa, bạn mua 4 cái ti yo-yo, nó tách thành 2 cặp. Thì mỗi một cặp đó các bạn thì nó sẽ được giảm giá thêm 20% ha, thêm 20% giá công bố ở trên đó như thế nào mà nó giảm thêm 20% ở trên đó. Bây giờ thì anh Phi sẽ lấy nó ra. Thì cái này tính sao nữa ha, cái đơn này rất là dễ mà, chúng ta chỉ cần gấp nó ra thôi. Ti thì hiện nay ti yo-yo nó chia thành ti 10, ti 12, rồi còn những cái loại ti dài hơn nữa trong những cái dòng yo-yo khác thì anh Phi chưa có phân. Nhưng mà cái là để sử dụng được cái bạc đạn mà mỏng á, 3.1mm á, các bạn cần phải mài nó đi. Tại vì Phật đạn 4.76 nó trên lệch với bạc đạn 3.1 á, là khoảng 1.7mm thì nó mỏng lắm các bạn, nó không phải dày đâu. Nhưng mà các bạn để mài được cái cây ti này xuống mỏng thêm 2 gem là 2 ly á, thật sự cũng không phải là điều dễ. Cho nên là anh Huy đang tìm mua thêm những cái loại ti mà nó cách nhau 2 phân, có cách nhau 2 mi. Chẳng hạn như 18 nè, 10 nè, 12 nè, 14 nè, 16 nè. Nhưng mà thật sự là khó các bạn. Thật sự là khó. Cái thị trường yo-yo bình dân nó khó lắm. À, người ta tập trung ở thị trường cao cấp không à. Người ta thích bán một con yo-yo vài triệu hơn bán con yo-yo vài chục ngàn giống anh Huy. Rồi bây giờ thì anh Huy sẽ trở lại nha, giới thiệu một chút xíu, chia sẻ một chút xíu. Và anh Huy đang chuẩn bị một số cái vật liệu để chúng ta làm cái con yo-yo. Ngày hôm qua anh Phi ngâm nước nó vẫn còn nha các bạn, nó vẫn còn ở đây. Anh Phi để nó yên ở đây để anh Phi cho cái bạc đạn nó xét lên cái đã, rồi anh Phi sẽ xử lý. Ngâm nguyên cái bạc đạn cũng được, nhưng mà ngâm nguyên cái bạc đạn thì các bạn lại không có tưởng tượng được cái tình huống là cái bạc đạn mình nó bị như thế nào. Và các bạn có thể suy nghĩ là anh Phi lấy anh Phi ngâm nó mới bị vậy, nhưng anh Phi để nguyên như vậy đó. Dây nó có thể ướt, các bạn chơi dưới mưa có thể ướt, các bạn chơi trên tay mà đẫm mồ hôi nó cũng có thể ướt. Cho nên anh Phi để cái môi trường đó, anh Phi giả dụ như cái dây nó bị ướt để làm cho các bạn hiểu cái câu chuyện là tại sao bạc đạn nó bị rỉ sét, và sau 2 ngày 3 ngày thì nó rỉ ở ngoài và ở trong nó có rỉ hay không, chúng ta sẽ phải xem xét rất là nhiều. Cái con đó là cái con mà anh Phi đang mô phỏng cho cái quá trình các bạn chơi dắt chó đi dạo mà thả nó vô nước á.
thì khi lấy ra mà không vệ sinh mặt đạn từ phía bên trong thì nó sẽ bị cái gì nha. Đôi khi chúng ta sẽ phải hy sinh để làm những cái ví dụ mẫu. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quay trở lại đơn hàng này. Con này là 676319. Con này thì rất bền các bạn, nhưng mà nó có một cái vấn đề là hàng Audi họ hay ép vỉ như thế này. Một số dòng hàng ép vỉ, cho nên anh Phi sẽ mượn hàng mẫu để chia sẻ với các bạn. Trước hết là khi mà tháo vô ra, nếu các bạn cảm giác nó lỏng lỏng như thế này nè, thì các bạn dây nó không có quấn sẵn đâu nha các bạn nhé. Dây nó không có quấn sẵn đâu, dây nó nằm ở dưới này nè. Đó, các bạn thấy lỏng lỏng như thế này thì các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ. Có nhiều bạn đeo đồng hồ smartwatch cho nên không biết chiều kim đồng hồ là chiều nào đâu các bạn nhé. Không biết chiều kim đồng hồ là chiều nào đâu, các bạn để nó xuống như vậy. Nó xoay từ trái sang phải, trái sang phải như thế này gọi là chiều kim đồng hồ, theo cái cây kim đồng hồ nó quay á. À, có các bạn đeo đồng hồ điện tử smartwatch không biết đâu. Rồi thứ hai nữa là khi thấy lỏng như thế này thì các bạn xoay vào, và tới đây các bạn nhấn cái cho nó chặt để đừng cho nó rớt ra. Con này rớt ra nguy hiểm lắm, bởi vì sao các bạn biết không, con này nó có rất là nhiều mảnh nhỏ trong 1 2 3 4 5 6 ha, ít nhất là 6 mảnh nhỏ này, cộng thêm bạc đạn rồi miếng kim bạc đạn nữa. Cho nên cái câu chuyện cuối cùng còn lại là anh Phi mong muốn các bạn xử lý đúng con này, và tất cả các con khác cũng vậy. Cảm thấy cầm lên thì hãy xoay xoay chút xíu xem coi nó có chặt hay không, chặt thì chơi còn không chặt thì vặn lại nha. Rồi bước số 1 là vô dây thì nó quá dễ rồi các bạn ha. Bước số 1 thì vô dây và thả lấy ra nè, thả lấy ra thì xoay ngược chiều kim đồng hồ, hoặc là chơi từ trái qua phải nè ha, trái qua phải nè ha. Đó. trái qua phải ha, xoay nè để lấy gì, để tách sợi dây này ra nè. À, các bạn quan sát cái chiều dây và xoay ngược lại là được nhé. Sau đó các bạn lấy ra ha. Đó, đây là lấy để thay dây hoặc là trồng dây vô thì như thế này, tạo nên một cái vòng tròn như thế này ha, để vô rồi sau đó kéo thẳng là các bạn có thể vô dây được, vô và sau đó chúng ta quấn dây. Bước số 1 xong thì tới bước số 2 nha. Bước số 2 nè, ở trên các diễn đàn châu Âu nó chỉ vậy nè, nó phải đưa ngón cái vô mà nó cầm nè, nó cầm nè, ngón này nó nè, nó cầm bằng ba ngón dưới nè với ngón trỏ, ngón cái nè, còn ngón trỏ nó vươn ra nè. Đó, cứ mỗi một lần anh Vi xem, anh Vi thấy gì hay anh Vi hay chia sẻ lại lắm. Rồi buông ra, sau đó các bạn tạo một cái nút thắt trên tay. Rồi qua bước số 3, đây ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ như thế này. nó kêu là để như thế này nè các bạn, để nó để như vậy để các bạn dễ thấy nè. Cái này nó vòng lên ha, này ha. À, rồi búng ra thôi. Cái này là con nhại dây cho nên khi các bạn búng ra và các bạn hít lên là nó sẽ lên ha, các bạn hít lên là nó sẽ lên. Do mà có một bạn nhỏ đang đứng sau lưng cho nên anh Phi không có xoay máy được, tại vì khi bạn rớt vô khung hình là không tốt nha. Bởi vì luật của TikTok họ quan sát, họ quan tâm rất là kỹ với câu chuyện sự xuất hiện của trẻ nhỏ trong khung hình, cho nên anh Phi sẽ không xoay lại. Rồi bạn đã ra phía sau lưng, anh Phi xoay lại nhé. Rồi đây các bạn ha, quăng xuống, nó là nhại dây cho nên hít. Có nhiều bạn hỏi là tại sao cái con yo-yo của các bạn quăng ra nó bị lắc, nó bị rung. Bản thân một là nó đã bị rung từ đầu, hai là dây, khi dây quấn giai đoạn ban đầu nó ăn không có chặt hoặc nó quấn không có đều, quăng ra nó sẽ rung. Cái thứ ba, khi quăng ra các bạn quăng không đúng cái tư thế. Chẳng hạn như khi mở cái cổ tay các bạn phải mở rộng ra ha, mở rộng ra chứ không phải mở xéo xéo nó như vậy. Con không có vô khung hình được đâu không nha. Con vô khung hình là TikTok nó bắt bản quyền á, nó bắt trẻ nhỏ đó. Rồi đây ha, mở xéo như thế này thì có khả năng nó cũng sẽ rung và nó sẽ rất là mau. Nó mau hết ha, nó mau đứng, nó mau mau chết. Đó, thì hoặc là nó sẽ bị như thế này. Thì những cái tình huống mà nó bị như thế này thì các bạn tháo dây ra. Tháo dây ra ha, tháo dây ra và vuốt dây lại cho nó ok nha, vuốt dây lại cho nó cho nó phục hồi cái chiều dây của nó. Sau đó chúng ta tạo cái nút thắt trên tay trở lại và cái lúc này chúng ta tiếp tục quấn. Ngay thời điểm này vào lúc 9:30 thì hội nhóm ở bên Vũng Tàu chắc có thể đang họp ở đang hội quân đang offline ở bưu điện thành phố Hồ Chí Minh ngay nhà thờ Đức Bà các bạn nha, hoặc Diamond Plaza nhà văn hóa thanh niên rồi nó cũng nằm ở khu vực đó, các bạn có thể đến đó để cùng chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì anh Phi vẫn miệt mài trong công việc đóng hàng của mình nha. Yo-yo K1 anh Phi không có nha các bạn nha. Yo-yo K1 các bạn mua từ nhà cung cấp nước ngoài giúp anh Phi. Anh Phi thấy cái link đó nó khá nổi tiếng á, cho nên đó là các bạn cứ mua từ bên đó nha. Rồi sau đó anh Phi test hàng xong
test hàng mẫu chứ. Đối với hàng vỉ về thì anh Phi sẽ không khui ra nha. Mà không khui ra thì nó bị gì? Bị cho nó chẳng qua là không khui ra vô dây được cho các bạn không. Và phần còn lại thì các bạn về nhà các bạn làm sao cái thao tác hồi nãy giờ giúp anh Phi. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái cục hàng này thôi nha. Anh Phi sẽ đóng cái cục hàng này. Và tất nhiên là vô dùng dây thì anh Phi sẽ gửi theo dây, trừ quà tặng nha. Quà tặng thì anh Phi sẽ không gửi theo, anh Phi chỉ gửi quà tặng thôi. Chứ anh Phi sẽ không gửi quà tặng của quà tặng. Chẳng hạn như có một cái con vô anh Phi tặng cho các bạn thì thường anh Phi sẽ không có gửi dây và móc vô theo ha. À, thì thường các đợt các bạn muốn thì các bạn cứ báo anh Phi gửi theo. Và về dưới đó thì các bạn chỉ trả thêm tiền cái phần dây hoặc là móc hoặc là những cái phụ kiện mà các bạn gọi thêm thôi. Còn con vô anh Phi tặng thì chắc chắn các bạn sẽ không phải tốn bất kỳ một cái khoản tiền nào cho nó đó. Từ cái tiền hàng cho tới phí gửi hàng, tất cả mọi thứ các bạn đều free hết nha. À, có nhận quà tặng bên Abo thì luôn là như vậy. Và có một điều nữa là anh Phi vẫn lưu ý các bạn rằng á, khi anh có bán trên mấy cái này các bạn đừng có viết từ ra các bạn. Các bạn viết ra nhiều khi nó nghĩ rằng anh Phi điều hướng. Anh Phi đọc lỡ miệng cũng là điều hướng. Cho nên nó là trên nhà sô-cô-la. Thì anh Phi gọi nó là sô-cô-la cho dễ. Thì các bạn gọi yêu đồ chơi trẻ em nha. Các bạn viết liền không giấu. Mà sao các bạn lên trên đây mà các bạn hay hỏi ở với các sàn khác đó, hay là các bạn có voucher hoặc tài khoản bên đó các bạn uy tín hơn, tùy ha, các bạn thích mua ở đâu cũng được, anh Phi chỉ tìm hiểu lý do thôi chứ anh Phi không có, anh Phi không đưa ra nhận xét là cái chuyện đó nên như thế nào. Thì nếu các bạn muốn mua đâu cũng được, còn trên hai sàn kia thì các bạn có thể gõ yêu đồ chơi trẻ em không giấu viết liền nha, chữ hoa chữ in đều được, chữ thường đều được. Yêu đồ chơi trẻ em không giấu nha, viết thường liền nhau hoặc là viết in liền nhau không giấu. Đó, giống như cái địa chỉ, cái tên cửa hàng vậy các bạn. Nhưng mà cái là các bạn viết liền không giấu, tại đó là một cái dạng đường link, nó tìm theo dạng đường link. Đó, rồi xong, sau khi xong xuôi thì anh Phi cho cái con này vô thôi. Và cái kế tiếp là anh Phi sẽ cho một cái móc và dây vô vào. Cái con này thì anh Phi sẽ gửi theo gì ta? Mấy dây ta? Con này mấy dây cả? Như 2 dây, đúng rồi. Anh Phi sẽ gửi theo 2 dây vô để các bạn về các bạn chơi thoải mái nhé, mà không có bị cái vấn đề ràng buộc về dây. Ràng buộc thì ít nhất là cũng có thêm 2 dây. Nói là có thêm dây chơi thoải mái, chứ các bạn về các bạn mà chơi không khéo nó hư dây thì lại chúng ta lại phải thay dây. Cho nên thường chơi vô á, cái điều mà các bạn luôn lưu ý giúp anh Phi, giúp chú Phi là dây vô nhé. Các bạn có thể có một cái con vô xịn, cực kỳ xịn, cả chục triệu cũng được. Nhưng các bạn không có dây là không có chơi được vô nha. Không dây là không chơi được. Luôn luôn là như vậy. Những cái cuộn băng keo thường nhiều khi nó hay bị lỗi như vậy nè. Các bạn nó chạy một hồi cái nó bị đứt một ở cái khu nào đó. Đây, nó gọi là cái dao nó cắt không có đều á. Nó dễ, nó khó chịu lắm nha các bạn. Chúng ta xài mà chúng ta đang gói quà mà chúng ta đụng những tình huống này là quạo luôn á. Nè, nó bị ngay đây nè. Nó bị ngay đây, khi mà các bạn chạy tới đó tự động nó sẽ đứt xéo như vậy nè. Lúc đó là nó sẽ không có còn đứt cân bằng nữa. Cũng rất là khó nha chúng ta làm việc. Cho nên thường những cái cuộn băng keo như thế này mà chú Phi kéo dài vòng mà chị em bị là chú Phi tách nó ra riêng nha. Tách nó ra riêng để quản lý nó, để xài nó theo cái kiểu khác. Rồi xong. Một con vô 6 6 7 6 3 19. Rồi xong ha, anh Phi dán băng keo hàng dễ vỡ với lại dán cái phiếu cảm ơn lên ha. Rồi xong nhé các bạn nhé. Anh có bán rồi, trả lời rồi, con mới thi hát xong chú có tặng quà cho con không chú? Có chứ,
con thi hát xong chú cho tặng quà, nhưng với điều kiện là một là con phải có giải gì đó, hai là con phải có clip chứng minh là con mới đi hát xong. Chứ con nói con đi hát xong chú cũng đâu biết con hát cái gì và con thi hát cái gì và cuộc thi hát nào ha. Cái đó mình phải rõ ràng, cụ thể và minh bạch nha các bạn nhé. À, rõ ràng là sao? Rõ ràng là thông tin nó phải rõ ràng, cụ thể là nó phải diễn ra ở đâu đó và như thế nào. Minh bạch là nó phải được công bố đó, đơn giản là vậy. Còn nếu không có là chịu thua ha. Nếu không có là chịu thua. Con muốn nhận quà, con muốn nhận quà theo kiểu con có thi của cuộc thi nào đó thì ít nhất cũng phải có giải, ban tổ chức họ mới phát giải cho con chứ ha. Cái câu chuyện đó là vậy. Rồi có bao, có bạn kêu chú tặng quà kìa, rồi chú trả lời rồi đó sếp tin ha. Chẳng hạn như con đi thi trong một cái dịp gọi là khai giảng thì chú hiểu là khai giảng thường nó sẽ có những cái chương trình văn nghệ, nó thường có những cái chương trình biểu diễn tài năng, thì cái chuyện đó đương nhiên là chú sẽ không cần phải hỏi lại cái câu chuyện là con thi như thế nào hay là con đạt quà gì và như thế nào. Và bản thân tài khoản của con với chú thì chú tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà một cái tài khoản nào đó với một cái logo nào đó với một cái chữ đại diện nào đó thì hoàn toàn chú không thể biết được các bạn. Hiện nay các tài khoản trên mạng xã hội đa phần là một đại diện nào đó của các bạn ở trên mạng thôi, chứ không phải là một con người thật việc thật. Cho nên cho phép chú kiểm tra lại bằng cách hỏi lại và các bạn sẽ đáp ứng những cái yêu cầu, chứ không phải tự nhiên cái đi tới là con mới đi thi cho quà con đi. Chắc trẻ em Việt Nam này 30 triệu đứa nó gặp chú Vy hết đó nha. Rồi câu chuyện nó vậy, chú không có ý nghi ngờ, nhưng tất cả mọi thứ đều phải hỏi lại và phải rõ ràng và minh bạch nha. Chúng ta ở đây là những người rõ ràng, chúng ta không đi xin đi xỏ ai hết trơn á, và chúng ta cũng không cho không ai điều gì. Cái đó quan điểm nha các bạn nhé, chúng ta không ai cho không ai điều gì hết. Các bạn là khách xem kênh chú Phi rất là thích và rất là tôn trọng các bạn, nhưng bất kỳ một cái gì các bạn đề nghị chú Phi sẽ phải kiểm tra lại, chứ không phải chú Phi nhắm mắt nha. Chú Phi mở mắt mở rất là rõ. Cho nên em cần gửi cho anh Phi một cái gì đó, một cái cuộc thi nào đó. À, cuộc thi đó phải được tổ chức đàng hoàng nha, chứ không phải tự nhiên cái mở karaoke lên hát rồi tự kêu rằng là mình đạt giải nhất của tiếng hát ở nhà. Rồi chú Huy ghẹo ha. Cho nên là chú Huy mong muốn rằng á, một cái phần quà là nó nhỏ lắm các bạn, nhưng nếu nhiều bạn thì nó lớn ha. Nếu nhiều bạn thì nó lớn, trên một cái diễn đàn nó rất là lớn. Cho nên là chúng ta không tự tiện ha gửi cho ai bất kỳ điều gì, và chúng ta cũng không tự ý nhận của bất kỳ ai điều gì. Các bạn tự ý các bạn nhận, hoặc các bạn được hôm nay em tặng quà, hôm nay cái này tặng quà cho em, ngày mai kia tặng quà cho em là em nhận liền, là chú Huy khuyên khoan cái đã, khoan nhận cái đã. Các bạn sẽ phải hỏi tại sao người ta gửi quà cho mình, vì một lý do gì, vì lý do gì nha. Các bạn đừng có mơ hồ là nhận nha. Đó, cái câu chuyện là vậy, không phải vậy đâu nha các bạn nhé. Rồi nó có hơi bụi chút xíu ở cái lớp phần dưới, chú Phi dùng khăn ẩm chú Phi lau sạch rồi. Và ở đây là một cái ván nó như thế này các bạn, cái ván trọn vẹn là nó như thế này. Rồi bạn cũng đâu mất tiêu luôn rồi Justin, bạn vô bạn khoe bạn có cuộc thi hát gì đó rồi bạn cũng chạy mất tiêu luôn rồi đó. Thường các bạn hay vậy lắm, nhiều khi cứ nói chơi với chú Phi, nhưng mà nhiều khi á nói chơi thì nó ra nói chơi, nói thiệt thì nó ra nói thiệt. Các bạn nhiều khi chơi thiệt lẫn lộn, chú Phi không biết và không trả lời thì các bạn lại giận hờn. Nhiều khi các bạn hỏi á, chú Phi không trả lời thì các bạn lại giận, nói là chú Phi không để ý tới các bạn. Mà trả lời từng bạn á thì lại là nhiều khi á là con nói chơi mà. Cho nên nhiều khi thú thật các bạn, đứng ở vai trò này chú Phi cũng đang học hỏi cái vấn đề là làm sao để cư xử cho các bạn đúng mực và đúng ý của các bạn ở trên mạng ha. Đơn giản là vậy. Rồi xong, sau khi kiểm tra xong thì chú Phi sẽ đóng hàng. Còn cái cuộn băng keo này chú sẽ phải kéo bỏ nó ha, một vài vòng coi nó còn bị hay không. Đây, nó bị như thế này là rất là khó nha các bạn nhé. Nhưng mà người làm băng keo thì đôi khi họ không biết được đâu, cái người sản xuất á họ không biết được cuộn nào nó bị cuộn nào không bị đâu. Tại vì trong quá trình chạy đó thấy không, nó dấp ngay chỗ này nè các bạn, chỉ cần nó dấp một chỗ thôi nè,
nó cắt, nó bị gọi là bất kỳ nhảy ống thôi á, cái hoạt động của cái cuồng quay nó không đều á, là nó sẽ bị thôi. Nó dễ bị lắm các bạn, thường là phải kéo bỏ nha, kéo bỏ một phút để nó qua cái đoạn đó cái đã, rồi chúng ta mới xài được. Còn nếu không là cứ mỗi lần đi một vòng là nó đứt, đi một vòng là nó đứt, rồi nó lại quay lại chỗ cũ nữa nè, phải bỏ một phút như vậy nữa. Đối với những cái sản phẩm này thì chúng ta không thể phản hồi là nó bị lỗi được, tại vì đơn giản trong băng keo nó thường hay bị cái đó. Rồi bây giờ chú sẽ đóng cái này nha các bạn. Rồi chú quay trở lại cái câu chuyện, đôi khi chơi và thiệt nó đang xen với nhau. Các bạn nghĩ rằng là các bạn đang nói chơi, chú Phi thì bạn nghĩ rằng là các bạn đang nói thiệt, cho một bài. Các bạn đang nói thiệt và chú Phi phải trả lời, còn không trả lời thì các bạn lại giận, có nhiều bạn giận lắm rồi đó. À, lên mà không ai để ý tới mình, thôi đi xuống, cho nên vậy ha. Khoái mà không biết, mỗi cái tội không biết. Không biết thì tập em nha, không biết thì tập. Con người mình được sinh ra là từ đầu đã chỉ có biết khóc thôi. Nếu gọi là biết á, thì chỉ có biết khóc ha, biết bú sữa thôi, chứ không biết gì khác hết á. Nhưng câu chuyện cuối cùng còn lại là cứ qua từng năm, từng tháng, rồi sau đó là tới biết lật, biết bò, rồi đứng, rồi biết chạy, biết đi, biết chạy, biết nói ha. Không ai được sinh ra từ đầu trong bụng mẹ mà biết hết tất cả mọi thứ. Cho nên em yên tâm, tất cả mọi người khởi điểm là giống như em hết. Khởi nguồn là giống như con hết á, chứ không có khác gì con đâu. Vấn đề còn lại là chúng ta thích cái nào thì chúng ta chơi cái đó, là chúng ta nghiên cứu nha. Đó. Không biết chơi thì tập chơi, còn nếu nhắm không tập chơi thì chúng ta có thể chơi theo kiểu sưu tầm. Giống như có những người họ chơi theo kiểu sưu tầm. Ngày xưa á, anh Phi có những người bạn họ chơi sưu tầm tem các bạn. Tem gì? Tem gửi bưu điện á. Ngày xưa làm gì có email, cái thời đó Yahoo còn chưa có mà lấy gì email. Đó thì họ sẽ gửi bưu điện, thì mỗi cái bưu điện á, thay vì các bạn trả tiền gửi hàng thì người ta sẽ phát hành sẵn những cái con tem để các bạn có thể dán lên ha, mua và dán lên trên cái thư, cái lá thư, dán cái con tem lên khu vực này. Cái con tem nó nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay con Phi mà nó ngắn ngắn vậy nè. Đó, đó là tem bưu điện. Nếu bạn nào không biết thì về hỏi ba mẹ, mà sợ các bạn hỏi ba mẹ cũng không biết luôn, tại ba mẹ cũng thuộc thế hệ trẻ sau này. Đó. Rồi. Sưu tầm tem, rồi sưu tầm tiền. Đó, có nhiều người chơi có nhiều cái thú vui sưu tầm lắm. À, giống như có một số người là chơi sưu tầm đồ cổ. Đồ cổ nó đâu có dùng được các bạn, hoặc là có dùng thì nó cũng không có đạt về mặt cái gọi là cái giá trị tiêu dùng của nó. Cho nên họ cũng không có dùng, họ chơi theo kiểu sưu tầm nha. Sưu tầm thì không dùng để chơi mà để nhìn. Vậy thì ở đây nó cũng vậy. Khi đăng những cái sản phẩm này lên thì anh Phi chủ đề trò chơi của nó, anh Phi vẫn để nó vào hai mục. Một mục là sự phát triển của trẻ, và một số hai là sưu tầm. Các bạn bây giờ khác xưa lắm rồi, không có còn như xưa nữa. Cho nên các bạn chơi đồ chơi không phải chỉ để chơi. Ngày xưa có được một chiếc xe điều khiển từ xa, có một món đồ chơi, có một con búp bê là quý lắm các bạn. Tại vì đồ chơi thời đó rất là hiếm. Cái thời mà những năm 80, 90 đó, hiếm lắm. Còn sau này đối với thời của các bạn, đồ chơi nó đầy ra đó. Cho nên ngoài cái chuyện chơi, các bạn còn sưu tầm nữa nhé. Xem chú từ bé đến giờ lớn, nghe lại giọng chú con hoài niệm quá. Thôi cảm ơn Long rất là nhiều nhé. Cảm ơn Long rất là nhiều. Rồi à, thật sự ra chú đứng đây thì cũng lâu rồi. Ui da, tôi lộn băng keo. Chú đứng đây thì cũng lâu rồi các bạn. Từ năm 2013 cho tới nay là cũng chục năm chẳng rồi. Ở khu vực quận 4 thì chú bán đồ chơi được chục năm. Thì tính ra shop chú là shop trẻ. Những cái shop chơi anh á là cộng thêm nha. Chẳng hạn như có hai shop ở đầu đường là các bạn cứ cộng thêm khoảng 15-20 năm nữa thì ra cái thời gian hoạt động của người ta. À, chú thì chú bán sau này thôi. Chú bán sau này. Ngày xưa thì chú cũng có một cái cửa hàng chuyên về máy bay điều khiển từ xa, dòng toy nha, dòng đồ chơi. Nhưng mà sau đó thì cái dòng toy này nó khó chịu quá. Cái thứ nhất là nó không có linh kiện thay thế. Cái thứ hai là nó bay không chuẩn các bạn. Nó bay không chuẩn. Và nó nói chung nói thẳng là tiền nào của đó thôi. Các bạn chơi lên cái dòng hobby á thì nó bay cực chuẩn rồi. Nó có nút mà gọi là cất cánh, nhấn cái cất cánh lên là nó nằm yên ở đó. Cái nút khóa tọa độ khóa cái là nằm yên ở đó luôn.
rồi có nút quay trở về thì nhấn cái nó sẽ quay trở về thì các bạn dễ chơi. Và tất cả các động tác của nó được kiểm soát ở tầm giá cao mà, cho nên nó rất là chỉnh chu. Và chính vì cái sự chỉnh chu cho nên nó dễ bay, nhưng bù lại cái là nó mắc tiền nha. Nó mắc tiền à, mà khi nó mắc tiền thì ai có tiền chơi thì dễ lắm. Những cái con máy bay mà đồ chơi á, các bạn có thể mất hàng tháng hoặc hàng năm để các bạn làm quen với nó. Nhưng những cái con máy bay mà chẳng hạn như Mavic hay là những cái con mà hàng xịn á, các bạn mất khoảng tầm tuần thôi là các bạn có thể bay được chuẩn chỉnh rồi à, nó rất là chuẩn à. Còn mấy cái đồ chơi á, có một số người mà nói là để em chơi đồ chơi để rồi em làm quen, để mai mốt em chơi mô hình á, thì anh Phi khuyên hẳn à, em để dành tiền em mua mô hình luôn đi, đừng có chơi đồ chơi rồi qua mô hình chi cho tốn tiền đồ chơi, qua thẳng mô hình luôn. Tại mô hình đó nó bay nó rất là chuẩn chỉnh, em chỉ cần hả 5-3 ngày em làm quen là em bay được rồi. Cái người bay mô hình được chưa chắc bay đồ chơi được nha các bạn nhé. Cái người bay mô hình được chưa chắc bay đồ chơi được, tại vì đồ chơi nó khó bay hơn nhiều, nó không có chuẩn rồi phải chỉnh liên tục luôn ha. Rồi xong, một cái hộp ngón tay 612103 là hình của ông già ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ trở lại với cái câu chuyện của cái hộp xe ngân hà này. Đúng là anh đóng là tối luôn rồi, mà tối lên trên kho nó tối quá cho nên anh Phi không có lên, anh Phi chờ sáng nay anh Phi mới làm. À, cái này thì không biết ghim cái gì, thôi vậy thì cứ ghim đỏ phía sau lưng đi nha. Rồi à, con này thì nó là một cái hộp còn nguyên cái siêu ở đây nha các bạn. Nó khác với cái hộp có mã A, anh Phi có để thêm cái chữ A phía sau là anh Phi phân biệt những cái dòng mà nó bị mất cái siêu cái hộp nó cũ, thì chắc chắn cái hộp nó cũ thì nó phải rẻ hơn rồi. Còn ở đây nó còn nguyên, nhưng mà chỗ này nó có miệng rách một cái nhẹ không sao. Nhưng khi anh gửi hàng cho các bạn, anh Phi lột ra, các bạn sẽ không biết cái nào mã A, cái nào mã thường đâu. Tại vì buộc anh Phi là phải lột ra để anh Phi kiểm tra cái motor. Còn nếu các bạn muốn mua nguyên như thế này thì cứ đem nguyên về, nhưng mà nó kẹt một cái là motor anh Phi không có kiểm tra được, để đảm bảo cái tính chất là hoạt động cho các bạn. Về nhà ráp vô nó không chạy thì các bạn lại nghĩ là cái motor nó bị hư hoặc xe bị gì, nhưng thực tế là do đôi khi do cái kỹ thuật lắp ráp thôi các bạn, do kỹ thuật lắp ráp đó. Đây là một cái dòng có tích cơ, nhưng mà hàng này là hàng thanh lý, anh Phi báo trước tích cơ này không xài được, có lúc nó xài được có lúc nó bị chết keo rồi. Có một số bạn rất là thông minh lấy cái lớp này ra nè, dán lên keo hai mặt xong rồi mới cắt biên heo, mới cắt biên heo cái đường này xong sau đó lột cái miếng keo hai mặt, cái miếng giấy keo hai mặt ra là nó phục hồi cái keo phía dưới là có thể dán được. Có rất là nhiều bạn chơi theo cách đó để phục hồi cái này nha, để phục hồi cái này à. Còn anh Phi nói rõ là hàng nào nó ra hàng đó các bạn, không thể nào một cái hộp hàng như thế này mà bán 25-30 ngàn được hết á, bởi vì nó có một cái lý do nào đó, mà cái lý do đó anh Phi đảm bảo với các bạn nó không ảnh hưởng tới sản phẩm, bởi vì sản phẩm anh Phi đã chơi rất là nhiều và anh Phi đảm bảo rằng những cái này nó ngon lành nguyên bịch nha. Nhìn vô thiếu cái nào là anh Phi biết liền. Và nó có những cái câu chuyện là nhựa mỡ bò hay nhớt gì đó nó chảy ra đây chút xíu, nó không có vấn đề gì đâu, nó không có ảnh hưởng gì đâu nha các bạn nhé. À, tại vì có một số bạn trừ điểm shop bởi vì cái motor này nó dính dầu, nhưng thực tế nhiều khi nó khô là do anh Phi vô dầu các bạn. Đây anh Phi sẽ vô dầu cái quá trình cho các bạn xem. Chẳng hạn như anh Phi sẽ phải test cái motor này bằng cách đó là anh Phi sẽ dùng một cục pin 3.7V 1200mAh, nhưng mà pin này là pin dùng cho thiết bị điện thôi, để anh Phi đảm bảo là nó không quá motor để cái motor này nó có vấn đề. Chủ yếu là anh Phi kiểm tra hoạt động chứ không phải kiểm tra dòng quay. Không, thấy nghe nó quay không? Nhưng nghe cái gì dòng quay, nghe cái tiếng quay này, các bạn cảm thấy cái độ khang khang của nó là nó khô á. Độ khang khang là nó bị khô, cho nên thường anh Phi sẽ dùng đó. Anh Phi chảnh lắm luôn, anh Phi dùng luôn cái dầu vô để anh Phi vô dầu cho cái này luôn á, là chảnh lắm thiệt. À, thường người ta sẽ dùng dầu nhớt cho nó rẻ các bạn, mà nên phải dùng dầu vô không biết sao nó loãng, dầu vô nó loãng, nó dễ chui vô, mấy chui vô nhanh hơn những cái ngóc ngách của cái motor này à, mà sau khi vô xong cái tiếng nó êm. Mà có nhiều bạn vui lắm, tôi lỡ vô dầu nhiều chút xíu về đánh giá là dầu nhớt nhòm nhòm à, nên rút kinh nghiệm đó, rút cái gì mà rút, tôi làm đó, tôi cố ý tôi làm để dầu nhờ nó chảy vô cho đều mấy cái ổ này nè trong đây nè, nó có những cái ổ quay ở trong này nha. Nhiều khi á, cái sự viết của các bạn đang cố tỏ ra nó chuyên nghiệp một chút xíu, nhưng các bạn cũng sẽ phải hỏi cái đó là ai đang làm, ai đang đóng và tại sao họ đang làm như vậy.
anh Phi làm luôn có lý do nha các bạn nhé, luôn có một cái lý do. Và anh Phi luôn hướng dẫn nhân viên của anh Phi là luôn đặt câu hỏi tại sao, giống như vấn đề của anh Phi, tại sao tự nhiên đang làm để con này ở đây, các bạn có hiểu tại sao không? Tại vì đơn giản anh Phi làm cái này, và cái này thì lại không có ghim ở trên, không có sản phẩm ở trên top top để anh Phi ghim, mà anh Phi đang ghim một sản phẩm để làm hoàn thành cái nhiệm vụ live của mình, nên anh Phi phải mượn một con ra đây để anh Phi ghim lên nha. Câu chuyện nó đơn giản vậy đó, mà nhiều khi các bạn không hiểu tại sao, các bạn không hỏi tại sao, anh Phi cũng không có giải thích được. Hôm nào con ma à, con mua gọi anh Phi cho trẻ, chú Phi già quá rồi, ok già thiệt mà Long, cái gì đó, cái đó là cái gì, bao nhiêu, cái này là xe ngân hà, cái này đang bán hình như 50.000 hay gì đó, nhưng mà các bạn phải mua bên sàn bên chú ông với lại sàn sô-cô-la, bên này chú không có đăng, chưa có đăng, để từ từ đăng lên nha. Cái này hàng thanh lý cho nên nó giá trị nó giảm dữ lắm, nhưng mà chơi vẫn ngon, chú Phi vẫn đảm bảo đầy đủ linh kiện, motor quay ngon lành về để ráp thành hình nha. Các bạn từng chơi cái này rồi các bạn sẽ hiểu anh Phi nó làm như thế nào. À, anh Phi già thiệt nha, gọi anh cũng được, gọi chú cũng được, hôm nào con qua mua, đánh giá chú 2 sao gì quá tận tình. Chú lại con nha, chú lại con ha, con đừng làm chuyện đó nha. Mặc dù chú cũng chẳng có quan tâm câu chuyện sao xiết ở trên mạng đâu, nhưng mà hiện nay các bạn đang sống theo những cái ngôi sao đó thì chú cũng phải đeo đuổi theo thôi. Con người thật của chú không có quan tâm câu chuyện ai đánh giá chú bao nhiêu sao đâu. Cho dù các bạn có đánh giá chú bao nhiêu sao thì chú vẫn làm như vậy, vẫn là test hàng, vẫn đóng hàng như vậy, chú không quan tâm câu chuyện. Nhưng bây giờ người ta lại dòm cái số sao đó, người ta dòm những cái feedback để người ta mua hàng, mà cái feedback đó nó liên quan rất nhiều tới khả năng của từng người. Chú không thể nào đeo đuổi, chẳng hạn như chú giao con vô con biết chơi, con lấy con này cực bền, giống như Justin nhận cái con này xong thay đổi hình avatar con này, chú rất là vui, bởi vì bạn cảm nhận được rằng cái món hàng chú Huy gửi cho bạn là có giá trị, có một cái chất lượng cụ thể nào đó. Nhưng có những bạn không biết chơi, cầm vô tay nó như cục đất vậy các bạn, cầm vô tay như cục đất vậy đó, rồi bạn đánh giá nó một sao thì chú Huy cũng làm sao cản được. Cái câu chuyện nó vậy ha, cho nên đó là chú lại con ha, con làm ơn, có đánh giá thì con đánh giá nào cho đáng đáng, con giúp chú 2 sao gì quá tận tình, tội nghiệp chú. Chú có bán cái tròn tròn của cục vô quay không, mẹ con không biết, con ngâm dầu cho thông rỉ mẹ con vứt mất. Cái cục tròn tròn là cái ti á hả, phải cái ti này không, phải ti có cái răng này không, đây phải không? Nó có loại 10 ly, nó có loại 14 ly nha, con phải biết loại của con là loại bao nhiêu để bỏ vô cho phù hợp nha. Ti thì hiện nay chú chỉ có ti 10 thôi, chưa có ti 14, chưa có ti 12, chưa có ti 8. Tại những cái ti đó nó rất là quan trọng, những cái chiều dài đó đó, nó rất là quan trọng nha các bạn. Nếu các bạn bỏ vô mà không đúng á, khác á, có khả năng nó sẽ không ép được cái bạc đạn vô trong ổ ti. Rồi chú có, nhưng mà quan trọng là có phù hợp với con hay không. Coi anh cũng từ 2018, 2019 là lúc đó chuẩn bị dịch đó hả? Không, 2018, 2019 chưa, 2019 mới chuẩn bị dịch, cuối năm 2019, đầu 2020 mới dịch. Còn năm 2018 là cái năm đó U23 Thường Châu rất là nổi tiếng nha, năm đó là vô quân đô các bạn, năm 2018 là năm vô quân đô á. Cảm ơn Xuân rất là nhiều. Bây giờ con xác còn sát vô nó đẹp lắm chú. Chú có bán con cái trục rồi đó, có trục thì cứ lên mua thôi. Đây chú sẽ ghim cái có trục lên cho con nha, cái nó gọi là cái linh kiện, cái phụ kiện của vô đây, ở trong đó có trục, con vô con tìm xem nha. Đó, rồi ghim lên rồi đó, đây nó nằm ở trong này nè, 100 cái thì còn trong này chắc khoảng 60-70 gì đó. Hôm nay mấy bạn hồi có một đơn 4 cái luôn, bạn mua một lần 4 cái luôn. Cái ốc ở giữa vô đúng rồi đó, con cái trục ốc á là nó là cái này nè, nó là cái này nè, nhưng mà nó có chiều dài riêng của nó nha, có nhiều loại nó có chiều dài riêng. Cái này nè đúng không, con đang nói tới cái trục này đúng không, con này đang là trục 10, là nó này nè, trục 10 là trục 10 ly á, 10 ly là 1 phân á các bạn, còn 1 phân là cái gì thì phải lấy cây thước ra các bạn mới biết được. Đây cái này là 1 phân nè, thấy không, thấy số 1 không, là 1 cm là 1 phân. Thằng này dài bằng cái này nè ha. À, dài bằng cái này, còn của con nhiều khi phân tư nữa, chú không rành, nhưng mà quan trọng là con phải xác định được nó bao nhiêu, à, xác định được nó bao nhiêu, về gắn vô như thế này, xay vô coi còn bạc đạn hay không đó nha. Có mua thì nhiều khi mua luôn chứ để
về rồi lại không có bạc đạn gắn ha, bạc đạn kiểm tra coi nó có xoay được hay không nhé. Rồi sau đó lắc lắc vô rồi dặn nha, đảm bảo nó trơn tru nha, đừng có để cho nó nhảy răng là nguy hiểm, nhảy răng nó hư cái ở trong. Rồi làm sao để biết nó bao nhiêu ly, chú chịu thua luôn, chỉ có cách là mua về thử nghiệm thôi, tại vì cái trục gốc nó mất rồi làm sao biết để mà đo. Võ thần giáp sĩ anh Phi còn một mẫu, hai mẫu, nhưng mà anh Phi đã đăng lên một mẫu rồi, ở nằm trong cái danh sách hàng đó các bạn, nằm ở trong danh sách hàng, để anh Phi thêm vô cho. Đây anh Phi thêm vô nè, anh Phi có cái bộ này, cái bộ này anh Phi còn được có hai hộp à. Đó, cái bộ này là 6105S, là cái phiên bản võ thần giáp sĩ ma pháp ảo ảnh, con siêu to khổng lồ nha, con siêu to khổng lồ, chú Phi mới thêm vô danh sách á, nó nằm ở vị trí số 1 luôn. Các bạn bấm vô danh sách hàng các bạn sẽ thấy nó còn một cái 6105B nữa. Nó 105B thì còn được 5 hộp, nhưng mà chú chưa có hình cụ thể cho nên chú chưa đăng được. Bên top top thì họ khó lắm các bạn. Ôi da, ôi da. Cái này rất có khả năng bể các bạn. Nên nó làm bằng này, nó làm bằng kim cái gì? Vậy. Chú bằng cái gì ta? Thủy tinh. Nó là một cái hộp hạt dẻ cười á, của con cháu chú nó đi Đà Lạt nó ăn hết, chú xin về để dành chú để mấy cái đó đó ha. Để nào là bạc đạn nè, cây nại nè, rồi phi vô vô nè. Tại vì cái nào là kim loại chú hay ngâm nó trong dầu. Tại vì ngày xưa khi mà chú đi còn làm kế toán thuế cho người ta, chú có làm cho một cái công ty mai, thì họ cũng lưu trữ bạc đạn, họ cũng bằng cách đó đó các bạn. Họ có những cái bịch bóp, rồi những cái thiết bị mà ngay cả thiết bị bằng inox, những cái thiết bị nhỏ bằng inox họ vẫn cho vô túi dầu nha. À, anh Phi có hỏi tại sao nó bằng inox mà hồi xưa mình cũng ngây ngô đó các bạn. À, inox mà nó đâu có rỉ đâu mà anh bỏ vô đó. Đó. Thì anh nói là nó không rỉ nhưng nó bám rỉ rồi mất công lại lau chùi nó em. Ha, mất công lại tẩy rỉ nó rất là mất thời gian, cho nên tốt nhất là bỏ nó vô miếng dầu, cho vô túi bóp như vậy rồi lấy ra chỉ cần lau sạch xài thôi. Đó. Nó hiệu quả về mặt thời gian, nó hiệu quả về mặt con người hơn là cái câu chuyện em cứ để trơ trơ đó ha, rồi tới khi mà nó lên rỉ lên xét rồi lại phải tẩy nó rồi phải ấy, nó mệt lắm. Cho nên nó là họ mặc dù là nó tốn công hơn một chút xíu nhưng mà nó hiệu quả nha, nó rất là hiệu quả. Rồi cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đó, cho nên thường á chú Phi hay bỏ dầu vô trong các bạc đạn hay là cây tháo. Các bạn về các bạn comment chú hoài à, comment là cái từ mà dùng để gọi là cằn nhằn á, nếu mà dịch theo tiếng Việt á, cằn nhằn chú hoài à, nói chú để dầu chi con cầm giơ tay con, nó trời ơi lấy cái khăn khô đó, lấy cái khăn giấy khô bỏ nó lên lau cái nó sạch cái gì đâu. Nhưng mà làm như vậy á sau này con không có bị rỉ xét nha. Rồi chú đi cắt tầm bậy nữa rồi nè, cắt tầm bậy đó, nói chuyện nó cắt tầm bậy nữa mà không sao đó. Cho nên nó là chú thường chú hay vô dầu. Xin cho bạn coi tổng. Chị Thư mới đưa danh sách hàng cho chú Phi. Hồi hôm chú Phi mới làm xong danh sách 10 thùng hàng để nhập hàng vô giá là chú Phi muốn đuối muốn chết rồi. Chú Phi ve ve luôn các bạn. Rồi chị Thư nay quăng cho anh Phi thêm, hình như nó lên tới 25 thùng. Anh Phi thấy số 25 mà nó ít nhất nhập hàng phải 3 ngày mới xong nha các bạn. Vậy là tối nay là anh Phi không đi đánh cầu lông được luôn rồi đó. Tối nay thứ ba. Chị Thư nói tối nay chủ nhật cho mấy bạn, nay thứ ba mà. Cho con coi mẫu 29 đi mà nay trả lời chú Phi có nay thứ ba hay là chủ nhật. Nay là thứ ba mà, nay là tối nay chú đi đánh cầu lông mà. Chơi gì kỳ. Ngày đi đánh cầu lông của người ta. Chị Thư nhập hàng. Nó chơi vui thôi nha các bạn. Hôm nay là chủ nhật nha. Hôm nay chủ nhật không phải thứ ba. Chủ nhật các bạn mới có ở nhà để xem live. Xe ngân hà còn không anh? Còn một ít nha. Còn một ít. Không nhiều. Còn phát chậm 7 khoảng 5-600 hộp gì đó thôi. Nhưng mà nó không còn nhiều đủ mã các bạn. Nó không còn đủ mã. Nó còn một vài mã thôi. Chẳng hạn như 2240, 2242, 2238 ha. Đó, rồi 2503, 2509. Đó. Rồi 221 0 gạch
1 tới 6. Rồi nói chung á là nó còn không có còn tròn mã tròn vành. Các bạn có thể lên lên yêu đồ chơi trẻ em quăng tô cơm vô nha. Đó ý là anh Phi đang muốn các bạn về cái trang web để xem. Rồi các bạn vô cái mục xe ngân hà thì các bạn sẽ thấy cái câu chuyện là ở trong đó nó còn cái gì. Ở trên này anh Phi chưa có đăng đâu các bạn. Chắc để anh Phi dành thời gian anh Phi đăng thành một cái bộ sưu tập để các bạn dễ chọn. Xe ngân hà thì là một cái dòng xe thanh lý. Anh Phi lại ngại là các bạn khi mua các bạn đặt nhiều kỳ vọng vào nó quá. Các bạn mua cái xe này có 10 mấy 20 ngàn một cái hộp như vậy nè. Tổng thanh toán của đơn này có 15.450 đồng mà. Mà nhiều khi các bạn mua về rồi các bạn ngồi các bạn ráp không xong hoặc các bạn như thế nào đó chú Phi không biết. Rồi các bạn lại đánh giá chú Phi á là rồi là làm hộp tầm 7. Chú Phi làm hộp cho cái ngân hà nhỏ các bạn ơi, chú Phi thuộc nè, đó cái này định kiến hại mình nè. Kinh nghiệm hại mình, kinh nghiệm là cứ lên 6 dài 27, lên 6 dài 27 rồi nó ra cái hộp ngân hà. Nhưng cái đó là cái hộp nhỏ, còn này là cái hộp to, nó không vô nè các bạn. Đó. Có đó là cái định kiến trong trong khi các bạn chơi vô hay chơi tất cả mọi thứ hoặc là các bạn đi học nó cũng bị những vấn đề này. Chúng ta tin rằng chúng ta biết nó hoặc chúng ta tin rằng chúng ta đang làm điều đó nhưng mà nó vì một cái kinh nghiệm nào đó, vì một cái sự việc nào đó nó dẫn dắt các bạn đi theo một hướng riêng. Giống như anh Phi chở con anh Phi đi học rồi đó. Đã đời hồi quay qua quay lại là anh Nam hỏi ủa sao ba đi đường này. Là tại sao biết không? Chú Phi đi đường về cửa hàng các bạn. Xuống cầu Tân Thuận 1 là lịch đợt chú Phi quẹo tay trái tay phải. Là đi về cửa hàng, lịch hàng ngày là như vậy. Đó chú Phi đi về cửa hàng. Nhưng bây giờ đổi qua chị Thư sẽ đi cửa hàng sớm. Còn anh Phi thì đi đưa bạn Nam đi. Tại vì đường học hơi xa, khoảng 9 cây số là. Cho nên là anh Phi đi qua cửa, qua trường học của anh Nam trước. Cho nên là xuống là chú Phi quẹo về bên cửa hàng. Theo thói quen mà, theo thói quen là nó là như vậy. Cho nên đó là nó đụng cái câu chuyện đó đó các bạn. Thì ở đây cũng vậy. Chú Phi đang làm một cái hộp 2240. Là cái hộp dài nha, nó dài hơn cái hộp cơ bản. Nhưng mà chú Phi lại định hình là mình đang làm hộp cơ bản. Cho nên đó chú Phi đè. Chú Phi đè cắt như cũ ha. Vậy thôi vì ai có ai đó ấy thì đặt cái hộp cơ bản đi để chú đóng luôn. Chẳng hạn như 2205, 2207, 2503, 2506, 2509. Đó là những cái mã mà cái hộp thông thường. Hoặc là 2210 gạch chẳng hạn vậy ha. Đó, 7 nữa nè. Chặt cú luôn á. Chú đi cái đường biên cái là chú biết chú vậy rồi đó. Nó ra tới đây rồi nha các bạn nha. Ra tới đây rồi à. Rồi tập trung làm, tập trung Phi ơi, tập trung. Đổ mồ hôi hột luôn đó các bạn. Làm có cái hộp mà đổ mồ hôi hột luôn. Sorry các bạn là ngay thời điểm này chú Phi chưa có đọc comment của các bạn được nha. Bởi vì chú Phi đang tập trung làm cái này. Sao không thấy trong giỏ hàng, đúng rồi, không có đăng lên mà con. Không có đăng lên đâu, có trong giỏ hàng. 30 nha. Chiều dài của nó là 30 nha các bạn nha. Chứ không phải là 27 nữa. Cho nên cái hộp này nó có cách làm. Nó giống nhưng mà cái số liệu nó khác. Nó là 36 rồi tới là 6 36 30, và phần còn lại là nó như thế này đó. Đây các bạn đó, ha, nó sẽ như thế này nè. Rồi xong cái hộp đó. Thực sự ra mà nói thì làm hộp thì không khó mà làm thời gian nó thuộc số liệu, nhưng nó thuộc nhiều thứ, số liệu nhiều thứ quá cho nên đâm ra nó nhặt nhằn. Giống như các bạn học môn sử vậy đó. Các bạn học môn sử các bạn sẽ nhớ nhầm ngày tháng năm nha. Nhầm ngày tháng năm của thằng này đi qua ngày tháng năm của thằng kia. Cho nên là các bạn sẽ nhớ lung tung bang hết trơn á. Cho nên sử là ngày tháng năm là một trong những điều mà nó dẫn tới các bạn bị trừ điểm nhiều nhất. Đây, môn sử là như vậy, ngày tháng năm nó bị nhầm. Các bạn nhớ này qua kia, kia qua nọ thì giống như anh Phi khi đóng hộp vậy đó. Anh Phi nhớ này qua kia, kia qua nọ, anh Phi làm tùm lum hết trơn có cái hộp. Mà mất gần nửa tiếng đồng hồ là lỗ công đó các bạn, là lỗ công. Cái hộp này đi ra ngoài đặt thì giỏi lắm tối đa là khoảng 5.000 cho cái hộp. Nhưng mà khi anh Phi đứng hồi nãy giờ anh Phi làm mất nửa tiếng đồng hồ là lỗ công. Nếu anh Phi đi thuê một nhân viên, lương anh Phi trả là giả dụ như là 25k một tiếng đi, giả dụ. Thì cái hồi nãy giờ nửa tiếng là tiền cái công làm hộp chưa tính giấy xong đã 12k 500 rồi. À, mà cái chi phí đó các bạn đâu có biết đâu.
các bạn cứ nghĩ miếng giấy làm hộp đâu mất gì, nó mất cái công các bạn, nó mất cái công làm nha, cái công nó quan trọng lắm, chứ nó không phải là không tính vô, cái công nó quan trọng. Chẳng hạn như lương một người các bạn trả ở mức bình thường, lương công nhân đi, giờ mời chú phụ hồ vô làm đi, chú phụ hồ hôm nay không có người làm, mời chú phụ hồ, lương chú phụ hồ, lương mà gọi là thợ phụ thôi hiện nay là 400 một ngày, phụ hồ do công việc họ nặng nhọc lắm đó, 400 một ngày, một ngày họ làm 8 tiếng, vậy thì lấy 400 chia 8 là nó ra 50k một giờ, hồi nãy giờ là nửa tiếng cho cái hộp này thì nó ra 25k một hộp. Chú Phi chỉ các bạn cái cách tính đó, bởi vì Việt Nam mình đem đồ nông sản đi ra nước ngoài bán bị người ta kiện chống phá giá hoài các bạn. Đất của ông bà để lại không có thuê, đất của ông bà để lại cho nên trồng cây trồng rau ở trên đó không cần phải thuê. Đem một cái con tôm đi nuôi lấy rau đó nuôi, đem một con cá đó đi nuôi lấy cỏ đó nuôi, cho nên không tính tiền cỏ. Ở nhà ở sông cũng không biết làm gì, xách cái rựa đi cắt cỏ không tính tiền công. Nuôi ra một con tôm bán có 30.000 ký, trong khi đó các cái công ty nước ngoài nó bán 100.000 một ký. Việt Nam mình mới nói rằng là tại vì tôi đất nước tôi bán nuôi ra giá rẻ, tôi bán rẻ. Thì nó qua nó nghiên cứu lại cái mô hình nuôi của Việt Nam thì Việt Nam tính giá bị sai. Thay vì anh đi cắt cỏ thì anh nhờ người hoặc anh thuê người đi cắt cỏ thì anh phải trả tiền cho họ chứ. Thay vì anh trồng trên đất của anh thì anh đi thuê đất và tính giá thuê đất chứ. Đó, anh bắt con anh đi cắt cỏ, thay vì con anh đi cắt thì anh thuê người, vậy thì anh phải phân bổ cái chi phí vô cho nên bị kiện chống phá giá hoài là vậy các bạn. Con nhầm năm bát hồ mà mất thành năm độc thiên ngôn độc lập à, con ráng nhầm con ha. Bát hồ là một cái nhân vật mà các con không có được phép nhầm nha, chưa các con không có được phép nhầm, các con sống ở Việt Nam là các con không có được phép nhầm về bát hồ nha, báo trước rồi nha. Cái nhân vật đó là nhân vật quyền thoại của Việt Nam chúng ta, chúng ta không có được phép nhầm. Nếu không biết thì đừng lên tiếng nha con lên tiếng mà con nhầm là chết luôn nha. Rồi hàng vô các bạn, chú Phi cũng xong đơn luôn và hàng đã vô tới ha. Chú Phi xong đơn và hàng vô tới và chú Phi xong cái đơn 4 cái ti nữa là chú Phi sẽ kết like sớm nha. Chú TS đăng bộ phụ kiện, bộ phụ kiện trên nhà các chú ông có mà con đăng chi, chú đăng bên đó còn trước bên đây nữa mà chú chưa đăng hả? Chú đăng trên đó rồi ha. Con vô con ghi yêu đồ chơi trẻ em, con trên một tìm kiếm viết liền không giấu, khi nó ra cái shop rồi con vô trong đó con tìm chữ phụ kiện trên shop á, phụ kiện vô rồi nó ra nha, đăng còn đầy đủ hơn ở trên này nữa đó. Rồi giờ tôi xử lý ti nha, có 4 cái ti nha. Các bạn mua thành 2 cặp à, cho nó là chưa vô thành 2 cặp đi nha. Bạn mua 2 cặp cho nó rẻ hơn các bạn. Tại vì một cái ti thì nó giá nó như vậy, nhưng mà khi mua từng cặp là nó giảm được hơn 20% à. Cho nên chú chỉ chuẩn bị ở đây 2 bộ thôi ha. Đây okay. Đây nó có dầu nhớt các bạn. Đúng rồi. Mười thùng hả? Trước, à, tôi chưa, tôi còn chưa kịp in tem in giá để tôi dán nữa. Rồi, tôi lấy ra nha. Chưa đóng còn thêm 15 nữa hả? Thánh thần à, bữa qua tôi hốt gì vậy trời. Chị Thư đang tự dằn vặt bản thân các bạn. Tại vì chị Thư lấy hàng quá cỡ luôn, kỳ này làm chắc chết luôn á chứ không phải sống nổi đâu. Chị Thư đang lấy mấy cái ti này, ti 10 nha các bạn chứ không phải ti 14 nha. Tiêm 10 ly á, 1 phân á. Rồi xong à, rồi đóng nắp nó lại. Dầu nhờn thì nó luôn có dầu nhờn ở xung quanh đây nha. Rồi nè, tay vô Phi này dính không nè. Nhưng mà không sao. Nó gần như hũ mật ong, đúng rồi. Nó dùng để đủ, để mật ong nè, để hạt dẻ nè, để đậu phộng nè không. Nó cũng chỉ là một cái loại hộp chứa thôi, còn nó đựng cái gì thì do cái người sản xuất. Chẳng hạn như với chú thì chú đựng mấy cái này, nó gọi là mấy cái hũ đựng phụ kiện ha. Đó, hai cái ti vô một chỗ nha.
bạn về bạn coi kỹ nha, bạn mua 4 ti thành 2 cặp thì chú Phi cũng đã tái thành 2 cặp cho bạn nha, dễ để đỡ tốn cái bịch như vậy đó. Nói chơi thôi chứ cái bịch là bao nhiêu đâu, nhưng mà đỡ rác nhựa cho môi trường thì càng tốt các bạn ha. Ok ha. Rồi hôm nay sẽ là 10 thùng. Rồi tối này á, khi anh Phi làm á, nó là khoảng 238 dòng sản phẩm nha. Trong đó nó có những dòng nó bị trùng với nhau. Thì khoảng là 200 dòng sản phẩm. Hôm nay sẽ phải có 200 mã hàng. Khoảng 200 mã hàng nha các bạn nha. Rồi xong. Giờ chú chỉ việc kiếm một cái hộp nho nhỏ chú đóng cho nó nữa là xong. Rồi cho mình nhìn giá trị là biết liền. 10 thùng hàng rồi hôm ba đâu có nhìn 10 thùng mà ba nhìn giá trị cái thùng ha. Không sao, cứ đè anh đi em, cứ đè anh đi. Đó, mượn dịp bị đè khỏi làm hàng giống vậy đó. Trời ơi, thùng nào thùng nấy thì muốn xỉn luôn á trời. Nè các bạn, cho các bạn coi thùng nha. Lên like chút xíu nha, không sao đâu nha. Đó, đây. Cái thùng này gọi là thùng chà bá lửa chứ không phải thùng thường. Nha các bạn đó. Đây. Ha, à, mấy thùng này thùng lớn. Bề ngang của nó để đo cho các bạn xem nha. Đo nha. Bề ngang là 45. 45. Chiều cao 60. 100. Này. Đây, cái bao hàng đổi bên đó mấy chưa? 80. 45. 80%. 45 80% đó là kích thước của cái thùng. Nha. Yeah. Và cái thùng này mà gửi cho các bạn là tiền bộn luôn, bởi vì cái kích thước nó lớn quá. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi các bạn giao hàng về rồi các bạn. Ngày mai gặp lại. Chắc không sống nổi quá. Không sống nổi quá. Cô Thư kỳ này, cô Thư đi nhập hàng rồi. Chắc chú Phi không sống nổi với cô Thư rồi mấy đứa ơi. Cô Thư đi nhập hàng từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều cô Thư mới về tới nhà là các bạn biết rồi nha. Cái lượng hàng cũng tương đối. Nói chung cũng không phải là khủng khiếp các bạn. Không phải khủng khiếp. Nó chỉ mất ở tương đối thôi. Tại vì anh Phi dùng kho để anh Phi trữ hàng ít thôi chứ không nhiều các bạn. Cái kho của anh Phi nó nhỏ thôi chứ nó không lớn, nhưng mà anh Phi dùng cái kho đó trữ, cho nên là khi mà đảm bảo cái hàng để chia sẻ với các bạn ở khu vực á thì anh Phi phải trữ hàng đó, một là size số, hai là mẫu mã, ba là gọi là gì ta, màu sắc hả, cho nên phải trữ để chia sẻ để phục vụ cho các bạn, giống như Yoyo rồi đó. Nói là bán một con Yoyo chứ thực sự các bạn phải trữ phải tới 50 con. Bởi vì các bạn có phải lựa chọn màu sắc, lựa chọn cái loại Yoyo, rồi lựa chọn chất liệu ha, rồi lựa chọn cái độ nhạy dây hay không nhạy dây, rồi ngay cả dây cũng vậy. Dây là chú Phi giới hạn màu lại rồi đó, còn nếu không thì nó sẽ có thêm màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh dương, màu dạ quang, đồ đất, tất cả mọi thứ. Khi các bạn chơi đó, các bạn lại cảm thấy cần có những cái đó, cho nên thường là các bạn sẽ phải yêu cầu thêm là như vậy nha, yêu cầu thêm là vậy. Nhưng mà hiện nay thì ở khu vực Abo chú Phi chưa có đủ không gian để bố trí tất cả mọi thứ, cho nên là chú Phi hạn chế lại bớt vấn đề về dây, chỉ là xanh và trắng thôi. Đây các bạn ha, bốn cái ti, bốn cái ti thì bỏ vô cái bịch cột lại cũng được, nhưng mà chú không có mong muốn. Cái con đường chú chọn đi là làm hộp cho các bạn hoặc đặt hộp cho các bạn, tạm thời thì còn làm được thì cứ làm đó. Để làm chi, để cho nó rõ ràng minh bạch, ai cũng được phục vụ như nhau về việc đóng hàng. Không phải rằng á, một cái đơn 400-500 ngàn là chú đóng cái hộp, rồi cái đơn này có bốn cái ti nhỏ chiếu rồi chú quăng vô cái bịch chú cột, không phải như vậy nhé. Trừ hàng hỏa tốc nha các bạn, hàng hỏa tốc thì chú Phi sẽ bỏ vô túi, bởi vì các bạn sẽ xem ngay, nhận ngay và xem ngay lúc nhận hàng. Còn bỏ vô hộp như thế này các bạn lại phải khui ra, rồi lại phải quay clip đồng kiểm nó mệt lắm, cho nên là chú Phi sẽ giao theo kiểu là có một cái túi ha, nhìn từ ngoài vô biết liền. Tại sao chú đem chuyện này ra chú Phi nói, bởi vì có một số bạn
không hiểu các bạn nói chú Phi đóng gói là hời hợt, không phải các bạn, tùy cái môi trường, tùy cái đơn mà chú Phi đóng nha. Rồi xong ha, 4 cái ti xong. Đó. Chú cho gom lại thành một combo phụ kiện đi Uya. Một combo phụ kiện thì con đặt cái đó, con vô web đi con đặt sẽ hay hơn. Con gom lại một bộ phụ kiện của con á, thì đóng ra cái hộp gửi đi chắc khoảng 25.000 thôi. Còn nếu mà con đặt nguyên một bộ phụ kiện qua các sàn á, nó cộng kích thước vô á, là cái cục đó nó tính con ship khổng lồ lắm. Cho nên con qua web đi, con qua web con vô phần phụ kiện vô con đặt nó sẽ hay hơn. Và chú sẽ gom nó lại cục bộ phụ kiện vô con đóng cục khoảng tầm ký 2 là cùng thôi, thì nó sẽ rẻ hơn đó. Giờ chia sẻ nhau vậy, chú cũng không muốn điều tụi con về phía bên này, nhưng thực sự là phí ship mà tụi con đặt phụ kiện ở trên này mà đặt nhiều á là rất là nguy hiểm. Nó cộng dồn nha, cứ cái 300g nó cộng lên, chẳng hạn như cục này nè, chú đóng vậy đó, bỏ 100 cái ti vô cũng được nữa, 500 cái ti vô đây cũng được nữa, nhưng mà đặt 4 cái nó cộng ra 1 ký 2, mà thật sự cục này chú đóng có nửa ký các bạn. Nhưng mà khi khai ở trên hàng á, chúng ta buộc phải khai như vậy, tại vì một cái ti thì chú cũng cho vô đây, mà hai cái ti chú cũng cho vô đây, cho nên ba cái ti chú cũng cho vô đây. Nếu chú khai một cái ti là 100g á, thì khi chú đóng một cái ti chú phải đóng nhỏ chiếu à, khó đóng lắm. Cho nên là bộ phụ kiện đó con vào web nha, nó vẫn là yêu đồ chơi trẻ em, viết liền không giấu, quăng tô cơm vô, đừng có quăng tô canh nha, quăng tô cơm vô nha, là các bạn sẽ về được cái web của chú Phi. Các bạn đặt ở trên đó nó sẽ hay hơn. Sau khi chú Phi xem xét vấn đề đơn hàng của các bạn, từ địa chỉ, điện thoại cho tới mọi thứ các bạn đặt xong, sau đó chú Phi sẽ báo phí. Nhưng mà thông thường cái phí ship á, nó sẽ rẻ hơn nhiều nếu các bạn mua nhiều cái phụ kiện nhỏ nha. Còn nếu các bạn mua một món lớn, một món lớn, một con vô lớn, thì có thể các bạn sẽ được tài trợ ship, nó sẽ hợp lý hơn. Ui cha, nguyên cái hộp vô bạc triệu của tôi mà quăng ra ngoài này rồi, mất tiêu là xong phim luôn. Rồi, bây giờ thì cái đơn hàng này là đơn hàng cuối cùng chú cũng đã xong. Giờ chú sẽ tập trung vào phần làm hàng, và có khả năng chú cũng sẽ chia tay các bạn ngay trên live này, bây giờ, ngay lúc này. Coi hả? Các bạn có muốn coi live đo làm hàng không? Con sợ mua một món ship cao, mua một món một phí ship con nhiều món. Đúng rồi con, ở vậy mua một món phí nhiều ship, nhiều món, một món nó tính phí ship một món nha. Chỉ có mua nhiều món nó cộng dồn lên con mới trả phí cao thôi. Nếu con mua một món thì con cứ mua ở trên đó, tại vì một món phụ kiện chú cũng có, chẳng hạn như cái vỉ này, cái vỉ của chai dầu này chú cũng có để có 300g mà. Đó là cái mức thấp nhất của các cái cục bưu phẩm, và các bạn có thể là nó tính phí các bạn là một cục thôi. Nhưng khi các bạn mua nhiều món kìa, nó cộng lên nó bất hợp lý, với một món là không sao. Rồi ở đây thì chú có một hộp hàng mẫu luôn nha. Ý của bạn hình như là bạn mua nhiều phụ kiện đó. Mua nhiều phụ kiện thì nên mua từ web đi con, chú tính phí ship trực tiếp nó sẽ rẻ hơn. Còn bên sàn nó cộng dồn mắc lắm nha, bên sàn nó cộng dồn rất là đắt nha. Rồi bây giờ trên tinh thần là chú đã xong, và bây giờ chú sẽ gom. Còn khi nào xong khâu chuẩn bị làm hàng, chú sẽ lên live cho các bạn nếu các bạn mong muốn. Các bạn có muốn xem live làm hàng không? 10 cục hàng này chú Huy làm chắc chết sống từ sáng tới tối á. Chắc chết sống á, chỉ có buổi trưa chắc về nhà nghỉ ngơi chút xíu. Thôi bây giờ chú sẽ vô khâu chuẩn bị ha. Khâu chuẩn bị thì chẳng có cái gì đâu. Chú đi in tem, chú dán tem, chú cắt tem thôi, cũng chẳng có gì để xem đâu. Mà dán tem á thì nó liên quan tới cây dao cắt, cho nên là cũng sẽ dễ bị bắt vi phạm lắm. Cho nên tới đây thì chú sẽ chào tạm biệt các bạn. Không thể làm luôn được con, bây giờ không thể làm gì được hết á. Các bạn nhìn ở phía sau lưng chú, chú chưa có in tem mà. Đây, chú đang đeo cái tai nghe này để thu âm cho các bạn đây đó. Bây giờ làm luôn sao làm, chú phải vô trong chú in nè, chú insert sản phẩm nào, in ra rồi dán keo ép cắt, mất khoảng tầm 1 tiếng cho tới 1.5 tiếng nữa. Nhưng mà những cái đó làm mà chú vừa làm vừa nói hồi chú cắt vô tay chú à. Cho nên các bạn cho chú gọi là gì ta, con nhỏ nó khen cô đẹp trai, do ông tóp tóp đó, ông bóp cái mặt chú lại đó, với cái mặt chú dành bành như vậy nè, do tóp tóp nó bóp lại nó làm mịn da đó, tóc bạc nó lại méo rồi nè, thấy không? Rồi cái câu chuyện là vậy, chú sẽ cố gắng chú làm nhanh, rồi một hồi nữa cần thì chú mở like nha. Rồi cũng phải đi sạc cái tai nghe này nữa.
để ngồi nói chuyện các bạn còn nghe, còn nếu không á không có nghe được đâu, tại cái máy này chú không có gắn cái tai nghe này được. Cái tai nghe này chỉ có gắn trên cái máy thứ hai của chú thôi đây, nhưng mà máy này gắn vô lại không có sạc được các bạn nhé. Mà like đường dài là phải thấy sạc nha. Thầy quấn rô rồi ghê không, thầy quấn rô, thầy quấn hoa hồng á hả? Chú Huy không thể so với bạn quấn hoa hồng đó được, tại vì cái ngôn từ chú Huy rất là khác biệt với bạn đó nha. Rồi bây giờ thì chú Huy sẽ tắt đèn, chú Huy sẽ ốp cái like này để chú Huy sạc cái điện thoại, và trong đó lúc đó thì chú Huy sẽ chuẩn bị công việc, và một chút xíu nữa chú Huy sẽ like cho các bạn xem ha, coi làm hàng nó như thế nào, coi đổ mồi hôi hột là như thế nào ha. Chú nhập ít ván mini. Ván của chú thì hiện nay còn 6 mẫu và có khả năng chiều nay nó sẽ về thêm một thùng nữa, thì nó cũng sẽ bổ sung vô đó những mẫu đó thôi các bạn. Đây chú Phi sẽ lật lại cho các bạn xem những mẫu ván của chú, không thể nhập hơn được nữa con, và nếu nhập hơn được nữa thì ván nó không có nằm trong cái bộ Raycon thì khó bán cho các bạn lắm. Các bạn cần những cái bộ ván mà có nhân vật như thế này, còn nếu mà nhập ván về mà không có nhân vật các bạn không chịu, các bạn chơi cái kiểu ván trượt tay của người lớn các bạn không chịu. 10 bạn này hết 9 bạn rồi chơi Raycon rồi, cho nên bây giờ chỉ có tìm mẫu Raycon thôi, còn các mẫu ván khác thì không, các bạn không chịu ha. Có bán đầu lân không chú? Hiện tại thì không con, đầu lân phải vô mùa Tết đó, đầu lân đóng to lắm, đầu lân lân đóng cái thùng nó ra tới khoảng ít nhất phải 5kg cái thùng đầu lân cơ bản á nha, nó không tới 5kg nhưng mà dài rộng cao nhân chia 6.000 chắc khoảng 5kg, mà 5kg gửi về con nó mắc lắm, con tìm mua đầu lân ở nơi mà con sinh sống thì nó đỡ hơn. Cái thứ hai, trong quá trình gửi về cái thùng nó có thể bị mớp và cái đầu lân nó sẽ bị hư nha. Chú thì không mong muốn con nhận hàng trong tư thế bị hư đâu. Mấy mẫu nâng cấp, chú còn có một mẫu nâng cấp thôi con, một mẫu nâng cấp đây. Nâng cấp gì thì nó thêm phụ kiện thôi chứ nó cũng không có nâng cấp gì đâu các bạn, cũng nói thẳng vậy thôi à, thật thà nói thẳng, nó thêm phụ kiện cho các bạn để đẹp hơn thôi. Nhưng cái người chơi ván thường á là họ thích nhân vật, thích những đồ nâng cấp để anh chiên tỷ nó vô một cái combo đó. Còn chơi thì thường họ chơi một cái ván như thế này, này là mặt dưới nha các bạn, cái mã của nó là 612114. Chiều nay sẽ có hàng về, nhưng trong tình trạng hàng hiện nay thì chú không dám hứa điều gì hết, tại vì nó về rất là mông lung. Thì rồi đó, báo về 6 con diamond tím nhưng thực tế chỉ có một cục thôi, chú nhìn là chú biết liền à, 6 con diamond mà nó đóng có vô 1kg là biết liền. Nhưng mà thôi, tới đây chú, em được quyền quảng bá sản phẩm không ạ? À? Ủa có mà anh Phi, có treo quảng bá mà, được phép quảng bá, nó giống như gắn link đó phải không, cái cách nó là vậy. Em cứ gắn link đi, bán hình như là shop nó sẽ trích lại bao nhiêu phần trăm đó, anh Phi không nhớ là lúc anh Phi xét bao nhiêu phần trăm nữa, mà có đó, có mấy phần trăm đó, nhưng cũng không có được nhiều đâu các bạn. Chẳng hạn như con này giờ đang bán 129 mà nâng nó lên 300, giảm nó xuống còn 250, xong rồi chi phí ship cho chi phí hoa hồng cao cho các bạn thì ok, nhưng mà làm chuyện đó là không có phù hợp, chú Phi sẽ không làm. Thường chú Phi chi hoa hồng là khoảng 5% là cùng thôi, nhưng mà chỉ để vui thôi, chia sẻ với nhau thôi, chứ không phải là chú Phi làm theo kiểu giá ảo rồi chia tiền cao cho các bạn ha. Chú Phi không mong muốn đi theo con đường đó nha. Rồi tới đây thì chú Phi xuống like nha, hẹn gặp lại sau khoảng 2 tiếng nữa, khoảng đó. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn.